Chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự 19 giờ 45 phút thứ bảy ngày 2 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày này cách đây 78 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân, đồng bào cả nước và thế giới, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời. Bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Và nhắc đến ngày lễ Quốc khánh 2 tháng 9, trong trái tim mỗi người Việt Nam lại bùng lên những cảm xúc thiêng liêng, xúc động, niềm tin kiêu hãnh và lòng tự hào dân tộc. Đây cũng là dịp để bất cứ người dân Việt Nam, kể cả kiều bào ta ở nước ngoài, cùng hướng về Tổ quốc, cùng nhau tưởng nhớ những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh bất khuất và biết ơn công lao to lớn của Bác Hồ kính yêu. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ký ức thiêng liêng về ngày 2 tháng 9 lịch sử. Ninh Thuận du lịch hút khách trong ngày lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải tiểu dự án thành phố Phan Rang Tháp Chàm thi công xuyên kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9. Gương sáng ông Tạ Yên Chao, người uy tín được dân tin mến và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa thu tháng 9 về, trong trái tim mỗi người Việt Nam lại bồi hồi những cảm xúc vô cùng thiêng liêng và xen lẫn tự hào. Cách đây vừa tròn 78 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước toàn thể quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước. Trong không khí của những ngày mùa thu lịch sử, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những nhân chứng lịch sử để tìm hiểu về những ngày độc lập đầu tiên. Anh hùng lao động Hồ Thị Lượm cho biết, bà sinh ra ở Huế trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Trong thời kỳ cách mạng tháng 8, Huế có vị trí chính trị rất quan trọng, là kinh đô của nhà nước phong kiến Việt Nam, trung tâm chính trị đầu não của thực dân Pháp, thủ phủ của chính phủ Bù Nhìn, Trần Trọng Kim, là nơi đặt cơ quan cai trị của quân Việt Nhật. Tuy nhiên, trước sức mạnh của quần chúng, ngày 23 tháng 8 năm 1945, chính quyền ở Huế đã về tay nhân dân. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, vua Bảo Đại giải tán nội các Trần Trọng Kim và chấp nhận thoái vị vào ngày 30 tháng 8 năm 1945. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, làm nức lòng người dân Huế và người dân cả nước. Muốn có cái ý tưởng bằng nhân dân ta, đất nước ta là độc lập tự do như Bác Hồ nói. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Chứ mình sung sướng thế này là có Bác Hồ, có Đảng. Thoát ly tham gia kháng chiến từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945, cuộc đời hoạt động cách mạng của cựu chiến binh Hồ Mai có những kỷ niệm đẹp về Tết độc lập. Theo lời kể của ông, dưới sự lãnh đạo của cán bộ Việt Minh, từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 8 năm 1945, hầu hết các làng, xã, tổng trong tỉnh nhanh chóng giành được chính quyền, đưa Ninh Thuận làm một trong ba tỉnh giành chính quyền sớm nhất miền Nam, góp phần cho tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trong cả nước. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại sân bóng Mỹ Đức, nay là sân vận động tỉnh, nhân dân trong tỉnh nô nước về đây tham gia lễ meeting mừng ngày độc lập. Khi tổ chức lễ tại đây ấy, thì hầu hết coi là cũng dân Phan Rang, còn các cái huyện kia là đi xe ngựa, nó cũng có ô tô mà đi xe ngựa từ dưới các xã dưới đó đi xe ngựa lên đây, tổ chức meeting đây. Cho nên sau khi tổ chức làm lễ meeting rồi á, nhân dân phấn khởi, coi như là cái cảnh nô lệ là đi làm sâu, đi đóng thuế là coi như không còn nữa, cho nên họ phấn khởi, coi như đất nước Việt Nam á, là coi như không còn nô lệ nữa. Cho nên rồi sau ngày 2 tháng 9, ngày tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập rồi, coi nhân dân họ phấn khởi lắm. Cho nên đau nức có thể là ai cũng là coi thế, thâu cái cảnh nô lệ mà làm sâu, làm đóng thuế cho Pháp nữa, không còn nữa, cho nên rất mừng. Sau ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1945, nghe theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch,
Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Ninh Thuận hăng hái tham gia xây dựng các đoàn thể chính quyền, tham gia diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Đặc biệt, phong trào bình dân học vụ với những hình thức đa dạng đã nở rộ, giúp nhiều người dân thoát nạn mù chữ chỉ sau vài tháng học tập. Ở trên làng thì tổ chức bình dân học vụ, ngoài đường xá tổ chức gọi là đố chữ, ai đi qua là phải đọc cái chữ đó, mà nếu không biết chỉ cho họ đọc xong mới được đi qua, cho nên gọi là tổ chức cái phong trào bình dân học vụ là coi thế là nó rầm rộ hết cả thôn xóm, vì hầu hết thời kỳ Pháp thuộc là dân nghèo mà, cho nên là thất học nhiều lắm, cho nên thế là phải cho là coi thế là học tập bình dân học vụ tổ chức ở làng ở xóm, đó là cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái phong trào thanh niên phụ nữ coi thế là mạnh lắm, coi nên là đâu đâu cũng tổ chức thanh niên phụ nữ, rồi tổ chức cả thiếu nhi nữa. Cái phong trào thiếu, cho nên chú là lúc đó là bác cũng còn nhỏ cho nằm trong cái đội thiếu nhi mà, cho nên lúc còn nhỏ cho nên thế là tổ chức các phong trào, ngoài ra là nhanh chóng tổ chức lực lượng vũ trang vệ quốc đoàn. Tháng 11 năm 1945, thực dân Pháp quay trở lại Ninh Thuận. Với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, nhân dân Ninh Thuận đã động viên con em tham gia bộ đội chiến đấu diệt giặc, bảo vệ Tổ quốc. Cuối năm 1945, ông Hồ Mai theo lời kêu gọi của non sông lên đường nhập ngũ, góp phần cùng cả dân tộc trường chinh kháng chiến, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Và lễ quốc khánh năm 1945 là niềm hạnh phúc tột độ của hàng triệu người Việt Nam khi được đi trong rừng cờ hoa rợp trời trong ngày Tết độc lập đầu tiên khi non sông thu về một mối. Sau là khi giải phóng Ninh Thuận ngày 16 tháng 4 cho đến ngày 2 tháng 9 ấy, là tỉnh chủ trương tổ chức làm lễ meeting tại cái quảng trường này. Và trong đó là coi như thành phần của các phường xã của Phan Rang để dự đây. Ngoài ra là các đại biểu của các huyện như Ninh Sơn, Ninh Phước, Ninh Hải cử các cái đoàn đại biểu vào khoảng 20-30 người lên cùng dự đây. Sau ngày khi giải phóng cho đến bây giờ, rõ ràng là tất cả, nhất là cái hạ tầng cơ sở đường xá giao thông thì mở rất nhiều, nhà cửa không còn phải còn cái cảnh mà nhà tranh vách đất nữa so với trước. Trong cái thời kỳ Mỹ thì rõ ràng đời sống nhân dân càng ngày càng khá lên. Trong khí thế hào hùng của những ngày tháng 8 và kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, đối với thế hệ trẻ của chúng tôi tiếp bước cha anh đi trước với tinh thần là lực lượng vũ trang của tỉnh nhà phát huy truyền thống, cống hiến tài năng để xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Và trên cái tinh thần đó thì với thế hệ của chúng tôi, thay mặt cho cái thế hệ trẻ, lực lượng vũ trang tỉnh nói chung, lực lượng vũ trang thành phố nói riêng, phát huy truyền thống của cha anh, tiếp tục bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân và xây dựng địa phương ngày càng phát triển hơn nữa. Với những cựu chiến binh năm xưa, ký ức thiêng liêng gắn với những Tết độc lập đã đi vào lịch sử của dân tộc, mãi mãi là dấu ấn đẹp đẽ nhất, không thể phai mờ. Mỗi khi mùa thu đến, trong lòng những cựu chiến binh một lòng trung kiên theo đảng, vì dân, vì nước, càng thêm phấn khởi trước nền hòa bình độc lập của đất nước và sự chuyển mình thay da đổi thịt của quê hương. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày thứ hai trong chuỗi 4 ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Tại các địa điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh đều ghi nhận lượng khách tăng cao, nhiều điểm đến chật kín khách tham quan, ghi nhận của phóng viên thời sự tại tuyến du lịch cung đường ven biển đoạn Ninh Hải Vĩnh Hy. Bãi xe tại vịnh Vĩnh Hy chật kín các phương tiện giao thông ngay từ sáng sớm. Du khách phải xếp hàng dài chờ đợi nhận vé để xuống tàu đáy kính ra vịnh ngắm san hô. Tại cầu cảng, lực lượng bộ đội biên phòng được tăng cường để phối hợp với ban quản lý vườn quốc gia Đưa Chúa để phân phối lượng khách lên xuống tàu nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Em thấy trên báo đài là Ninh Thuận là điểm đến rất là đẹp, nên là đi với gia đình trải nghiệm Ninh Thuận.
mình dẫn đồng nghiệp từ Hàn Quốc về đây và thăm. Họ rất là thích cái khu du lịch ở quê mình, đặc biệt là Vĩnh Hy này, núi non đẹp, bầu trời trong xanh. Tại các vườn nho ở Thái An cũng tấp nập khách đến tham quan, trải nghiệm, tự tay cắt nho tại vườn. Em lần đầu tiên cũng trải nghiệm ở cái vườn nho của Thái An ở đây, thì em rất là thích. Vì vô vườn nho này á, thì mình hái những cái trái nho mình ăn á, thấy nó có vị thơm, thơm và ngọt nữa. Hợp tác xã cũng đã có sự chuẩn bị để mà tiếp đón khách một cách chu đáo nhé. Nhưng mà ngày hôm qua thì đúng là ngày hôm qua thì lượng khách nó cũng ở mức độ vừa phải thôi. Còn hôm nay là coi như là quá tải. Điểm đến thu hút đông du khách nhất trong sáng ngày 2 tháng 9 là khu vực Hang Trái. Chỉ riêng trong buổi sáng tại đây đã đón hơn 1.500 khách. Lượng xe điện phải ra vào liên tục phục vụ du khách. Thì đây là lần đầu tiên em tới chỗ này. Thì em cũng đi nhiều nơi rồi, nhiều biển rồi. Nhưng mà em thấy chỗ này thì nó có một cái đặc sắc riêng. Nó có những cái bãi đá nó chồng lên đó, thì em thấy nó rất là đặc biệt. Đây là lần đầu tiên em thấy. Dạ. Và tắm nước ở đây rất là sạch. Điểm du lịch Hang Trái từ sáng giờ đón tiếp khoảng cỡ 1.500 lượng khách. Thì đó là cái điều đáng mừng cho đến du lịch ở đây. Số lượng khách nó đông nên, nhưng mà nhờ đã có công tác chuẩn bị từ trước nên là cái lượng khách cũng không có bị ùn ứ. Cái thứ hai là về cái công tác mà xe điện vận chuyển cho hành khách ra điểm tham quan thì luôn thông thoáng, đảm bảo bố trí người điều tiết lên xuống tại hai điểm là điểm bán vé và điểm ngoài Hang Trái. Theo thống kê sơ bộ, chỉ riêng các điểm đến trên tuyến đường ven biển đoạn Ninh Hải Vĩnh Hy ngày 2 tháng 9 đã đón hơn 5.000 lượt khách. Du khách đa số đến từ Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Du lịch bội thu trong ngày 2 tháng 9 là khởi đầu khả quan cho mùa du lịch cuối năm, góp phần giúp du lịch tỉnh nhà vượt chỉ tiêu đón 2,7 triệu lượt khách trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đều bố trí đủ đội ngũ y bác sĩ trực 24/24 để sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân. Tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, những ngày này, các y bác sĩ vất vả hơn vì phải tiếp nhận nhiều ca cấp cứu, ghi nhận của phóng viên thời sự trong sáng nay, ngày 2 tháng 9. Ngay sáng sớm ngày 2 tháng 9, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đã tiếp nhận 7 người bị thương do vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và 4 xe máy trên địa bàn xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã huy động lực lượng y bác sĩ để xử trí các ca chấn thương sọ não. Hôm nay là cái vụ tai nạn coi như vậy là của Tuy Phong rất là nghiêm trọng, nhưng đã coi như từ bệnh viện Tuy Phong coi như chuyển ra Bệnh viện Đa khoa của Ninh Thuận. Nhưng tôi là người nhà của coi như nạn nhân, nhưng trong những ngày nghỉ, nhưng mà cái nhiệt tình của y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cũng đã kịp thời cấp cứu và cứu chữa. Thấy là bệnh nhân thì quá nặng, mà thấy chứng kiến là nó quá phức tạp. Cái xe mà người ta dừng hết, mà xe đây tông đằng sau tông tới, mà rồi tôi thấy ra bệnh viện bác sĩ rất là chu đáo. Đúng là ngày lễ mà nhiều ngành cũng là tới thăm bệnh nhân. Tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, dịp nghỉ lễ cũng là thời điểm các y bác sĩ ở đây thường phải làm việc quá tải vì bệnh nhân được đưa đến chủ yếu liên quan đến tai nạn giao thông, ngộ độc thức ăn phải cấp cứu. Còn tại khoa hồi sức chống độc, mặc dù trong ngày nghỉ lễ, nhưng số bệnh nhân điều trị vẫn chiếm 90% công suất sử dụng giường bệnh. Anh em trong tu trực cũng như toàn thể các nhân viên y tế của khoa luôn tích cực phân công nhiệm vụ, đảm nhận các vị trí khác nhau để đảm bảo tốt nhất công tác chuyên môn cũng như chất lượng điều trị tại khoa phòng, nhằm mang đến một cái chất lượng điều trị tốt trước, trong và sau lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Bên cạnh bố trí đủ y bác sĩ trực sẵn sàng cấp cứu cho bệnh nhân trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận còn bố trí đủ lực lượng y bác sĩ để chăm sóc điều trị cho khoảng 680 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Riêng tại khoa nội thận, mỗi ngày các y bác sĩ ở đây vẫn duy trì thực hiện lọc máu, chạy thận nhân tạo cho khoảng 100 bệnh nhân. Em chạy ở đây là 4 tháng, nhưng mà bác sĩ lại bữa nay hôm nay 2 tháng 9 bác sĩ rồi y tá rất là nhiệt tình với bệnh nhân. Em cũng cầu mong sao để cho bệnh nhân khỏe mạnh để về với gia đình. Nếu mà có xảy ra là những trường hợp là bị cấp cứu hàng loạt
thì cái công tác phối hợp giữa kho cấp cứu cộng với kho ngoại và các kho khác được báo động đỏ để sẵn sàng xuống phối hợp và cấp cứu bệnh nhân, phân loại bệnh nhân và có thể những cái bệnh nhân nào nặng nhiều thì sẽ đưa lên hồi sức tích cực chống độc, đồng thời chúng tôi phối hợp để có thể phẫu thuật cứu bệnh nhân. Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, các gói thầu của dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải, tiểu dự án thành phố Phan Rang Tháp Chàm, không khí thi công vẫn nhộn nhịp hối hả. Các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đề ra, ghi nhận của phóng viên thời sự. Gói thầu 2.2 mở rộng và kéo dài tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng nối với đường Phan Đăng Lưu dài 920m. Gói thầu này mới được gỡ vướng mặt bằng nên đơn vị thi công đã tập trung phương tiện chia làm 3 mũi thi công liên tục. Vừa lắp đặt hệ thống cống thoát nước xong thì mũi thi công khác sẽ tiến hành đổ đất sang nền. Đến nay gói thầu 2.2 đã đạt hơn 40% khối lượng. Tổ chức làm xuyên lễ để bù lại cái khối lượng mà lúc trước mình không có triển khai được do vướng cái mặt bằng. Mình sẽ tăng ca tăng kíp để mà làm cho kịp tiến độ theo kế hoạch của chủ tư đã đề ra. Gói thầu BR-1.6A được xem là tuyến thi công nóng bởi chiều dài toàn tuyến lên đến 1,4 km và phải lắp đặt hệ thống cống đôi để thoát nước mưa và thu nước thải sinh hoạt xuyên qua lòng đô thị. Điều kiện thi công chật hẹp nên đơn vị thi công phải tập trung toàn bộ nguồn lực chia thành 9 mũi thi công xuyên đêm. Trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, công trường vẫn thi công liên tục. Kỳ nghỉ lễ của ta thì cũng có 3 ngày á. Thì công ty thì cũng cố gắng động viên anh em là trả cho anh em theo cái chế độ của nhà nước đó. Thì để anh em thi công cho kịp cái tiến độ của chủ đầu tư đây đã. Dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải, tiểu dự án thành phố Phan Rang Tháp Chàm được chia thành 13 gói thầu. Đến thời điểm này đã hoàn thành 3 gói, 9 gói còn lại đạt khối lượng thi công hơn 40%. Khối lượng thi công còn lại tương đối lớn, do đó chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực thi công. Quan điểm là giải phóng mặt bằng đến đâu, thi công cuốn chiếu đến đó. Vì vậy, trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, dự án vẫn triển khai thi công đồng loạt. Thời gian của dự án là cũng kết thúc vào 30/6/2024, thì chủ tư cũng như tỉnh đã chỉ đạo là đề nghị các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để mà đẩy nhanh cái tiến độ trong quá trình triển khai thi công, cũng như công dịp lễ này đề nghị các nhà thầu là bố trí thi công xuyên lễ để mà kịp cái tiến độ, bù đắp cái tiến độ mà trong thời gian vừa rồi đó là chưa có mặt bằng. Việc thi công xuyên lễ sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ nhằm đưa dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải, tiểu dự án thành phố Phan Rang Tháp Chàm về đích theo đúng kế hoạch đề ra. Khi dự án hoàn thành sẽ góp phần cải thiện khả năng tiêu thoát nước mưa, đảm bảo vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Thôn Lạ A, xã Phước Hà là địa phương có đông đồng bào sắc lai sinh sống của huyện Thuận Nam. Những năm qua, đời sống của đồng bào nơi đây đang từng ngày khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững. Kết quả đó có sự đóng góp công sức của ông Tạ Yên Chao, một người có uy tín trong cộng đồng. Trước đây, thôn Lạ A là một trong những điểm nóng về tình trạng đua xe trái phép và nạn tảo hôn. Bằng cách tiếp cận gần gũi, thân tình, những lời răn dạy của ông Chao được nhiều gia đình, nhất là các thanh thiếu niên, nghe theo và tự giác sửa chữa. Thứ nhất là về an toàn giao thông á, là nhắc nhở bà con người con cháu về ăn uống rượu về chè thì hạn chế đi xe cộ, về lại cố gắng làm ăn. Trong làng nói bà con cũng rất là mến, là để tôn trọng ông. Ông Tạ Yên Chao được bà con trong thôn ví như cây cổ thụ trong làng. Bằng uy tín và sự tin tưởng của người dân, ông đi từng ngõ gõ từng nhà, vận động tuyên truyền cho bà con thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, xây dựng xóm làng đoàn kết, bình yên và xóa bỏ cái hủ tục lạc hậu. Chú Chao đi từng hộ gia đình, vận động bà con để mà lắng nghe, tháo gỡ những vấn đề chủ khó khăn của địa phương, tạo phong cảnh huyết thống. Thì ngày xưa cùng bây giờ không có nữa. Khi đó là chú đi vận động bà con thì bà con rất là phấn khởi nghe. Nghe những cái lời người đi trước
bà con lại nói theo sau. Miệng nói tay làm, không chỉ vận động thuyết phục bà con, bản thân ông Chào luôn là người tiên phong trong phát triển kinh tế ở địa phương. Nhận thấy chăn nuôi là một trong những thế mạnh của xã Phước Hà, ông đã đầu tư chăn nuôi bò và gà thả vườn, kết hợp trồng lúa. Với 20 con bò, 100 con gà cùng 8 sào ruộng, gia đình ông hiện có thu nhập khá ổn định. Bản thân ông cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm của mình cho bà con để cùng nhau phát triển. Người có tiếng nói nhất là ông Tại Yên Chao, rồi Trà Văn Có ở Trà Nô. Đây là rất là tự hào đối với người uy tín này. Một tiếng nói thì nhân dân sẽ nghe. Thì đối với địa phương thì cố gắng là tiếp tục là phát huy thêm cái vấn đề cái người uy tín, làm tiếp tục vận động nhân dân chúng ta sẽ thực hiện các chủ trương của địa phương, của chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong đó có quy định của địa phương cần phải thực hiện nghiêm túc, rồi để dựa vào cái người uy tín già làng thôn bản, chúng ta sẽ công tác vận động tuyên truyền cho người dân. Mình mang hết cái tinh thần mình, làm sao mình làm cho bà con phải noi theo mình phải làm sao làm gương cho bà con, tất cả coi như là những vụ việc gì mà ở trong địa phương đó, là mình phải tích cực làm cho bà con học hỏi và theo mình. 65 năm tuổi đời, 32 năm tuổi Đảng, mỗi ngày trôi qua, ông Tạ Yên Chào lại tự nhắc mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, tích cực tuyên truyền vận động bà con nghe theo cái hay, làm theo cái đúng, góp phần tạo nên sức mạnh, xây dựng quê hương Là A ngày càng đổi mới. Thưa quý vị và các bạn, hệ thống kênh mương chạy qua khu vực trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm có chức năng tiêu thoát nước mưa, dẫn nước về những khu tưới. Tuy nhiên, do tình trạng xả rác bừa bãi của một bộ phận người dân khiến những dòng kênh trở nên ô nhiễm rác thải, mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Đây cũng là những hình ảnh sẽ được đề cập trong một suy ngẫm hôm nay. Đây là tuyến kênh đoạn chạy qua khu phố 2, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Đủ loại rác thải theo dòng nước dồn về và ứ động. Tình trạng người dân xả rác và rác tồn động tại tuyến kênh này đã kéo dài nhiều tháng và đến nay vẫn chưa được xử lý. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự 19 giờ 45 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.